nhỉ? Đồ chơi bán hàng. Rồi, đồ chơi bán hàng của Mr. Ken. À, mình sẽ mở bên trong cho các bạn cùng xem nhé. Nào, Ken giới thiệu cho nào. Rồi, wow. Quay 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 sau cái cơ đấy, đây đây là quay đi chơi được, chúng ta có thể xếp đi chơi được nhé.